Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và bát nhã ba la mật đa thâm sâu này đều giảng dài và chỉ bày thật tướng của năm uẩn mà tướng của năm uẩn đó chính là thế gian vì vậy thế gian cũng không có tướng thành hoại sanh diệt lại nữa thiện hiện tất cả như lai like, tránh đẳng giác đều dựa vào bát nhã ba la mật đa có thể chứng biết vô lượng vô số vô biên tâm hành khác nhau của hữu tình nhưng trong nghĩa của bát nhã ba la mật đa thâm sâu này hoàn toàn không có hữu tình không có hữu tình để kiến lập và nắm bắt hoàn toàn không có sắc cũng không có sắc để kiến lập và nắm bắt hoàn toàn không có thọ tưởng hành thức cũng không có thọ tưởng hành thức để kiến lập và nắm bắt, nói rộng cho đến hoàn toàn không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để kiến lập và nắm bắt. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và bát nhã ba la mật đa thâm sâu này đều thuyết và chỉ bảy tướng của thế gian. Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu chẳng chỉ bảy giác sắc rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng vì sao vì trong ý nghĩa sâu xa của đại bát nhã ba la mật đa này bát nhã ba la mật đa không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc cũng gì có các sắc rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng có thể đắc đáng được trình bày lại nữa thiện hiện tất cả hữu tình thiết lập ngôn ngữ hoặc có sắc hoặc vô sắc hoặc có tưởng hoặc không tưởng hoặc phi hữu tưởng hoặc phi vô tưởng hoặc thế giới này hoặc tất cả thế giới khác trong mười phương, các hữu tình này hoặc tâm tập trung hoặc tâm phân tán, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nhờ nương vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên hiểu biết đúng đắn. Bạch Thế Tôn thế nào là như lai ứng tránh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên biết rõ như thật tâm các loài hữu tình kia tập trung hay phân tán thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu do pháp tánh nên biết chư thật tâm các loài kia